Chúng ta cùng xem cách để người ta bơm nước từ giếng khoan sâu. Đây là một cái giếng khoan và được người ta lắp đặt một cái máy diesel để kéo một cái bơm để tưới cho vườn mít. Đây là vườn mít nè. Mít Thái này là mít Thái Chàng Gai, còn có tên khác là mít Thái Chiêu Sớm. Và khi mà bắt đầu tưới thì cái giếng này tưới nước rất yếu. À, để cho tưới mạnh hơn thì qua nhiều cách hướng dẫn của nhiều người rồi thì nói là lắp một cái lớp bê tăng áp, một cái lớp bê trung gian gì đấy. Có người thì nói là phải lắp bơm hỏa tiễn, nhưng mà cũng có người thì bày ra một cách đơn giản hơn, đó là đào một cái hố để đặt một cái máy sâu ở dưới mặt đất. Và ở đây thì người ta đang làm theo cách thứ ba, đó là cái cách mà đào một cái lỗ sâu để đặt âm cái máy xuống dưới mặt đất. Và kết quả là cách tưới này nó cũng mang lại hiệu quả, đó là lượng nước bơm lên thì nó mạnh hơn rất nhiều, mặc dù phải tốn công đào một cái hố và đặt một cái máy sâu ở dưới lòng đất như thế này. Đây là coi đường ống tưới, và tưới ở đây thì người ta tưới thấm vào thẳng gốc cây luôn. Vườn mít này thì được khoảng 4-5 tuổi rồi, nhưng mà do chăm sóc không tốt nên cây lớn cây nhỏ không đều. Và phương pháp này thì mang lại cái lượng nước tưới mạnh hơn, nhưng mà nó cũng gây ra những cái rắc rối là cái máy phải nằm dưới lòng đất, mỗi khi quay máy thì phải nhảy xuống cái hố này để quay, rồi mỗi khi châm dầu hay là sửa chữa gì thì cũng vậy.